Gốm Nhật Toki xin chào anh chị. Hôm nay Gốm Nhật Toki giới thiệu sưu tầm đến quý anh chị một tác phẩm hút lọc tụ tài, một chiếc bình Adita của nghệ nhân Fujisumei vẽ cảnh bình minh khi mặt trời đang dần dần ló dạng trên những cánh rừng tuyết tùng trùng trùng điệp điệp. Chúng ta sẽ cảm thấy cái không gian ba chiều ở đây thật là hùng vĩ, với xa xa những rặng tuyết tùng nho nhỏ và gần lại, và đặc biệt chiếc bình này sẽ được chế tác bởi những chiếc lá. Khi mà chiếc lá làm khô, sau đó là sẽ nhúng mực và dát lên trên đây. Và mỗi chiếc lá, mỗi cái cành hoa, mỗi cái cây ở trên này thì phải sử dụng rất là nhiều kỹ thuật để có thể làm ra. Và đặc biệt đó chính là các màu mực phía trước thì đậm hơn và phía sau thì nhạt hơn. Phía trước thì những chiếc lá lớn, còn phía sau thì những chiếc lá nhỏ. Thật là đặc biệt. Và tiếp theo đó, đó chính là khoảng không vô tận. Bầu trời ở phía xa thì sẽ là cái bầu trời mà lúc mặt trời chưa kịp ló dạng và ánh sáng thì bắt đầu mờ mờ ảo ảo chiếu trên những cái cánh rừng tuyết tùng này nhé cả nhà. Thì chắc là bây giờ em sẽ đo đến kích thước để anh chị có thể hình dung được chiếc bình này luôn. Với chiều cao của chiếc bình này thì lên tới là 32 nhé cả nhà. Rất là lớn, một chiếc bình lớn cao 32. Vòng bụng của chiếc bình hút lọc này thì sẽ lên tới đó chính là 85 cm nhé cả nhà, 85 cm. Bây giờ thì em sẽ mời cả nhà chúng ta cùng khám phá, đi sâu vào trong chiếc bình này để chúng ta có thể khám phá được cái cách làm ra chiếc bình này nha. Trước tiên thì về phần cốt của chiếc bình này, đây là một chiếc bình cốt sứ nhá, với cái nước sứ rất là nặng, cái cốt bình nặng nhá. Tiếp theo thì như em đã mô tả từ lúc ban đầu, đó chính là cách làm ra những cái hoa văn ở trên chiếc bình này. Đó chính là người nghệ nhân phải dùng những chiếc lá, sau đó chấm mực và để lên trên này. Khi mà chúng ta nhìn sâu vào bên trong thì anh chị sẽ thấy những cái vân lá nhá, những cái vân lá xen kẽ rất là nhỏ nhắn xinh xắn, và kèm vào đó chính là kỹ thuật phối màu, màu đậm, màu nhạt, khiến cho chúng ta cảm thấy cái sự hùng vĩ trùng trùng điệp điệp của những cánh rừng tuyết tùng nhá. Anh chị có thể thấy này, và xa xa khi mà những đám mây vẫn còn đang che phủ những cái ngọn núi này cả nhà, rất là đặc biệt đúng không? Đây, với những cái nét vẽ rất là đã. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ có truyện ký của nghệ nhân Fujisumei, và cũng chia sẻ với anh chị luôn là còn tem của chiếc bình này là lên tới là 25 man. Thì nếu mà tính ra tiền Việt thì đâu đó khoảng chừng 50 triệu ấy cả nhà. Tuy nhiên thì Gốm Nhật Toki cũng chia sẻ với cả nhà mình, đó là em cũng có một cái may mắn, đó là em sưu tầm được một chiếc bình này rất là tốt nha cả nhà. Nên là hôm nay thì em cũng mong muốn được chia sẻ và cùng giao lưu lại với quý anh chị. Nếu mà anh chị mà yêu thương tác phẩm hút lọc tụ tài của nghệ nhân Fujisumei, một nghệ nhân quốc gia nổi tiếng của Nhật Bản, thì có thể cùng chia sẻ, cùng giao lưu với Gốm Nhật Toki nha. Vẫn số Zalo của em đó là số 0901112334. Rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi. Và một lần nữa thì cho Gốm Nhật Toki xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những sản phẩm tiếp theo của Gốm Nhật Toki.